bạn VinShop như thế nào để mình chỉ cho các bạn cách mua sắm đơn giản nhất, tiện lợi nhất, giá tốt nhất. Điều đặc biệt của mua sắm VinShop là bạn không cần phải tải thêm ứng dụng mới. Đây là một tính năng đã được tích hợp sẵn trên các app ngân hàng như Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, ví VNPay và hơn 20 ứng dụng ngân hàng khác. Để truy cập vào tính năng mua sắm VinShop trên app ngân hàng hoặc ví VNPay, bạn hãy tìm trên màn hình trang chủ hoặc tìm kiếm từ khóa VinShop. Sau khi đã truy cập tính năng, bạn có thể chọn sản phẩm trên các chương trình khuyến mại để được ưu đãi tốt nhất. Hoặc truy cập vào danh mục sản phẩm, mẹ bé, bách hóa online, nhà cửa đời sống, điện gia dụng, sức khỏe làm đẹp hay đồ công nghệ điện tử. Hoặc tìm kiếm các sản phẩm muốn mua trên thành công cụ. Các sản phẩm của VinShop cam kết 100% chính hãng, hóa đơn đầy đủ. Bạn có thể đọc mô tả nội dung của sản phẩm, các thông số và tính năng sẽ được hiển thị chi tiết. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng nếu phù hợp. Vào giỏ hàng, chọn và nhập mã khuyến mại hấp dẫn nhất cho sản phẩm. Ấn hoàn tất và tiếp tục. Đối với những ai lần đầu tiên mua sắm VinShop, bạn vui lòng điền thông tin địa chỉ giao nhận hàng. VinShop hiện nay đang có một hình thức thanh toán duy nhất là trực tiếp trên các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử VNPay. Ngoài ra, bạn cũng có thể yêu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho sản phẩm. Còn với những ai đã từng mua sắm VinShop, chỉ cần ấn xác nhận, đặt hàng và thanh toán, vậy là đã thành công. Mong rằng video này sẽ giúp cho các bạn có những trải nghiệm mua sắm VinShop dễ dàng nhất và tiện lợi nhất. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy vui lòng nhắn tin cho fanpage VinShop hoặc liên hệ hotline để được hỗ trợ tốt nhất.